Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin vui cho nhân loại xung quanh lời kêu gọi loại Trung Quốc khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Giải mã chủ nghĩa cơ hội của Trung Quốc đối với các nước láng giềng. Một sáng kiến cá nhân đưa ra lời kêu gọi loại Trung Quốc khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau một tháng, tới nay đã thu hút gần 35.000 chữ ký. Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, tác giả bức thỉnh nguyện thư cho hay, tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2020, số người ký từ nước ngoài thậm chí vượt trội số người ký tại Việt Nam. Anh, Mỹ và Hồng Kông là ba nơi đứng đầu bảng về số người tham gia ký thỉnh nguyện thư. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này sau Ấn Độ. Ngoài ra còn có nhiều người đến từ Nhật Bản, Pakistan, Brazil, Hàn Quốc, Thái Lan, Phần Lan, Macau, Thụy Điển, Mexico, Singapore và Ấn Độ. Thỉnh nguyện thư được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng có nhiều hoạt động trên các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Trao đổi với BBC News tiếng Việt, tiến sĩ Lê Trung Tĩnh hiện đang sống và làm việc ở Vương quốc Anh, tác giả bức thỉnh nguyện thư song ngữ Anh-Việt cho hay, Trung Quốc đang lợi dụng đại dịch để theo đuổi các mục tiêu chính sách đối ngoại như thế nào? Lý do tôi soạn thỉnh nguyện thư này và kêu gọi cộng đồng tham gia ký và do Trung Quốc cho thấy họ là quốc gia liên tục vi phạm các nguyên tắc và mục đích cơ bản nhất của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc họ lâu nay nắm vị trí cầm cân nảy mực trong Liên Hợp Quốc đi ngược lại với mong muốn và cách thức vận hành tổ chức này của nhân loại. Do đó, việc Trung Quốc bị loại khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thể hiện ý nguyện của cộng đồng dân cư yêu chuộng hòa bình trên thế giới, những người coi trọng công lý quốc tế. Đối với Việt Nam, Trung Quốc cũng đã nhiều lần vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988, gây thương vong cho nhiều binh sĩ hải quân Việt Nam. Trung Quốc càng ngày càng mạnh bạo hơn trong việc sử dụng vũ lực trên Biển Đông, ví dụ gần đây nhất là việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Trung Quốc làm tất cả các điều này khi đang đóng vai trò là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều này cho thấy rằng họ ỷ quyền cậy thế hơn là tôn trọng các nguyên tắc và trách nhiệm của vị trí họ đang có để hành xử đúng mực. Việc loại Trung Quốc ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cho thấy nếu họ không cư xử đúng mực, họ có thể bị loại. Điều này sẽ khiến cho Trung Quốc cư xử chừng mực hơn, sống đàng hoàng hơn với Việt Nam và các nước láng giềng hơn. Thỉnh nguyện thư có giá trị thực tiễn thế nào? Cho tới nay đã từng có nhiều thỉnh nguyện thư được đưa ra thu hút đông đảo ủng hộ của công chúng. Gần đây nhất, thỉnh nguyện thư kêu gọi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros từ chức đã tập hợp được hơn 1 triệu chữ ký. Tuy nhiên cho đến nay ông Tổng Giám đốc WHO vẫn tại vị. Vậy thỉnh nguyện thư có đóng góp được tiếng nói gì cho các quyết định thực tế hay không? Trước câu hỏi này, tiến sĩ Lê Trung Tĩnh cho rằng ngoài thể hiện mong muốn của cộng đồng, thỉnh nguyện thư còn là một cách truyền thông đánh động suy nghĩ lương tri của mọi người. Tác dụng thông tin là vô cùng lớn. Trong số những người ký thỉnh nguyện thư, có nhiều người là người Anh, Mỹ, Nhật, Ấn Độ. Họ biết việc Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, biết đến đường chữ U ngang tặng ngang ngược và vô pháp, và biết đến khả năng và cách thức có thể buộc Trung Quốc ra khỏi Hội đồng Bảo an. Điều này cho thấy đây là vấn đề được sự quan tâm ủng hộ mạnh mẽ của nhiều nước và nhiều người trên thế giới. Dĩ nhiên là khó khăn để thực sự làm được điều này, nhưng không có gì là không thể thay đổi trong thế giới ngày nay và càng mở hơn với những thách thức mới. Những vấn đề xuyên quốc gia đòi hỏi mọi nước, đặc biệt là nước lớn, cần phải cư xử có trách nhiệm hơn. Thảm họa đại dịch virus Vũ Hán là một ví dụ. Các trật tự cũ từ những năm sau Thế chiến thứ hai có thể được xem lại. Việc Trung Quốc nắm vị trí Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải là sự mãi mãi hiển nhiên mọi người cần phải chấp nhận, đặc biệt là khi họ cư xử không đúng mực. Điều 6 của Hiến chương Liên Hợp Quốc ghi rõ một thành viên của Liên Hợp Quốc vi phạm liên tục các nguyên tắc trong điều lệ hiện tại có thể bị Đại hội đồng trục xuất khỏi tổ chức theo đề nghị của Hội đồng Bảo an. Như vậy dù khó nhưng không phải là không thể. Các kịch bản để loại Trung Quốc khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo một tờ báo Ấn Độ, tờ Hills Times, quy định hiện hành của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện có 5 thành viên thường trực và 10 không thường trực, khiến loại Trung Quốc khỏi tổ chức này gần như là không thể. Cụ thể, khi Hiến chương Liên Hợp Quốc được ban hành vào năm 1945, không có điều khoản nào về việc làm thế nào để loại một thành viên khỏi nhóm.
trong khi đó, hầu hết các vấn đề Liên Hợp Quốc phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng Bảo an. By will China be dismissed from Security Council của Kumar Ramesh hồi giữa tháng 4 năm 2020 nói rằng đối với Trung Quốc giống như tất cả các thành viên thường trực, quyền lực lớn nhất của nước này là quyền phủ quyết theo điều 27C của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong đó quy định bất cứ nghị quyết nào được thông qua cần đạt 9 phiếu, trong đó có phải có sự đồng thuận của 5 thành viên thường trực. Do không nơi nào trong hiến chương đề cập đến việc loại bỏ thành viên của Hội đồng Bảo an, có thể có những cách như sau để loại Trung Quốc ra khỏi Hội đồng thành viên của Liên Hợp Quốc, theo The Hills Times. Cách pháp lý sửa đổi hiến chương Liên Hợp Quốc thêm vào điều khoản loại bỏ một thành viên, nhưng thách thức lớn nhất ở đây là việc sửa đổi bắt buộc phải có sự đồng ý của 5 thành viên thường trực với 2/3 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Rõ ràng Trung Quốc sẽ không bỏ phiếu để tự loại bỏ mình ra ngoài, dù điều 6 của hiến chương quy định rằng sẽ có hành động nếu một quốc gia thành viên vi phạm các nguyên tắc của hiến chương, nhưng việc này cũng vấp phải thách thức vừa nêu. Không pháp lý các nước cùng tẩy chay Trung Quốc do sự bất cẩn dẫn đến làm bùng phát đại dịch virus Vũ Hán toàn cầu và việc truyền bá tin thất thiệt, nhưng điều này quả là thách thức lớn cho nền kinh tế toàn cầu khi mọi quốc gia đều cần Trung Quốc, do đó không chắc họ sẽ ủng hộ việc cô lập Trung Quốc. Cách cuối cùng là cải tổ hoàn toàn Liên Hợp Quốc, do đó thêm thành viên thường trực và bổ sung điều khoản trục xuất thành viên. Tuy nhiên điều này khó có thể thực hiện được trong vòng 50 đến 100 năm tới, theo phân tích của tờ Hill Times. Ông Lê Trung Tĩnh nói điều ông cho là cánh cửa hy vọng. Ví dụ Đức nêu vấn đề cần phải bàn về tư cách thành viên thường trực của Trung Quốc lên Hội đồng Bảo an, 9 nước khác đồng ý. Ví dụ Anh, Pháp, Mỹ và 6 nước thành viên không thường trực thì vấn đề có thể được đưa ra viên đặc biệt tại Đại hội đồng để giải quyết. Đúng là quy trình sẽ không đơn giản và sẽ có nhiều mặc cả chính trị, nhưng không phải là không thể. Đặc biệt là trong tình hình hiện giờ, nước nào cũng muốn gửi hóa đơn và các thiệt hại kinh tế do virus Vũ Hán đến với Trung Quốc. Tổ chức nào cũng do con người đặt ra và cũng có thể thay đổi để phục vụ lợi ích và hạnh phúc của con người. Tất cả các tùy thuộc vào việc chúng ta có lên tiếng mạnh mẽ đầy đủ hay không, và với thỉnh nguyện thư này đó là thông qua chữ ký của các bạn. Trong phần nêu lý do thỉnh ký thỉnh nguyện thư có rất nhiều ý kiến khác nhau đến nhiều người, nhiều quốc gia. Đáng chú ý, một số lượng lớn người Hồng Kông nhân dịp ký thỉnh nguyện thư đã bày tỏ chính kiến của mình về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bru Vong Hồng Kông, tôi là người Hồng Kông, không phải người Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành các hành động tàn bạo chống lại loài người đối với người Hồng Kông bằng cách sử dụng lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Group Brit Singh, Hồng Kông tôi ký vì Trung Quốc không xứng đáng ở trong hội đồng đó. Họ đang cố gắng để đàn áp tiếng nói của người dân Hồng Kông. James Lee Hồng Kông, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất độc đoán, Tập Cận Bình lãnh đạo chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị đất nước theo cách độc tài tuyệt đối ở trong nước. Ông ta đàn áp tự do người dân và cướp tài sản đất đai của họ. Ông ta đánh đập tất cả những người bất đồng chính kiến và đối xử tàn nhẫn với họ. Phần lớn người dân ở đây không có tự do và sống một cuộc sống hỗn loạn. Người dân tộc thiểu số ở Tây Tạng và Tân Cương có tôn giáo, văn hóa và lối sống riêng, nhưng Tập Cận Bình buộc họ phải rút lại truyền thống của mình và phải theo người Hán chiếm đa số. Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách đưa những cáo buộc về tội khủng bố đối với họ. Về mặt quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục xâm chiếm hải phận của các nước Đông Nam Á, đe dọa chiếm Đài Loan bằng vũ lực, trục lợi từ đầu tư quốc tế tại Trung Quốc và các quốc gia trên thế giới bằng cách sao chép nhãn hiệu và thâm nhập vào tất cả các khía cạnh bao gồm giáo dục, chính trị, công nghệ, kinh doanh và bầu cử, v.v. Benjamin Kyo từ California viết, Trung Quốc đã vi phạm tất cả các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về quyền con người. May Tola Phaiso viết từ Bangkok, Thái Lan, Trung Quốc đang thúc đẩy giá trị của Đảng Cộng sản để thống trị thế giới. Trung Quốc cũng vi phạm nhân quyền. Vinh Nguyễn từ Việt Nam viết rằng tôi ký bởi Trung Quốc là kẻ man dợ và thế giới là và loài người. David Trịnh cũng viết từ Việt Nam có lý do khi loại bỏ một kẻ bắt nạt. Luật an ninh về Hồng Kông
mà Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua gây ra các làn sóng biểu tình trên đường phố Hồng Kông. Tuy thế, phía Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc CRI, trong vòng 8 ngày qua, mặt trận chung của các giới Hồng Kông đã ký gần 3 triệu chữ ký thông qua trang web của các trạm đặt bên đường phố ủng hộ luật này. CRI hôm 1 tháng 6 đưa tin về sự kiện bày tỏ nguyện vọng của người dân Hồng Kông kiên quyết ủng hộ Hồng Kông bảo vệ nhà nước thông qua luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Căng thẳng ở vùng ngoại vi xung quanh Trung Quốc trong vài tháng gần đây đã gia tăng đáng kể khi Bắc Kinh tăng cường sử dụng các công cụ quân sự và ngoại giao trong khu vực lân cận, tần suất các sự kiện có liên quan đến các tác nhân Trung Quốc, đặc biệt vào nửa cuối tháng 3, đã tăng lên khi tình trạng bình thường quay lại đại lục sau sự bùng phát của COVID-19. Điều này làm dấy lên một vài câu hỏi. Thứ nhất, phải chăng đây là bằng chứng để chủ nghĩa cơ hội của Trung Quốc khi Hoa Kỳ đang lúng túng duy trì sự hiện diện của mình tại các khu vực Đông Nam Á? Thứ hai, có phải Bắc Kinh đã theo đuổi một cách tiếp cận hung hăng hơn cho giai đoạn hậu đại dịch? Thứ ba, sự gia tăng đột biến của các hoạt động gần đây có ảnh hưởng đến trật tự khu vực hay không? Trước khi trả lời những câu hỏi trên, quan trọng là phải hiểu được thứ tự thời gian của các sự kiện đã dẫn đến những căng thẳng hiện nay của các vùng ngoại vi Trung Quốc. Indonesia là quốc gia đầu tiên đối mặt với sự o ép của Trung Quốc sau khi virus Vũ Hán bùng phát. Vào tháng 12 năm 2019, hàng chục tàu cá của Trung Quốc bị tàu hải cảnh, cảnh sát biển, hộ tống và tiến vào vùng biển gần quần đảo Natuna nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Jakarta. Đây cũng là vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố yêu sách, do đó dẫn đến một cuộc đối đầu kéo dài cả tháng trời giữa hai nước. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Trung Quốc cũng tham gia vào nhiều cuộc tập trận xung quanh Đài Loan từ tháng 1 năm 2020. Lực lượng không quân giải phóng nhân dân cũng triển khai một nhiệm vụ ban đêm bất thường tại vùng biển Tây Nam Đài Loan vào ngày 16 tháng 3 năm 2020. Sự gia tăng hoạt động quân sự chiến thuật này đi kèm với những luận điệu cứng rắn đặc biệt kể từ sau khi Tổng thống Thái Anh Văn tái đắc cử vào 11 tháng 1 năm 2020. Hơn nữa, vào tuần cuối tháng 3, một tàu đánh cá Trung Quốc đã va chạm và gây thiệt hại cho một tàu khu trục Nhật Bản tại Biển Hoa Đông. Cũng trong tuần đó, một tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá Việt Nam tại Biển Đông. Đây là những diễn biến bên lề các hoạt động nghiên cứu và khảo sát của tàu thăm dò Hải Dương 8 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Malaysia. Con tàu thăm dò này tiến vào vùng EEZ của Malaysia với sự hộ tống của các tàu cảnh sát biển của Trung Quốc và đối đầu với một tàu thăm dò dầu khí được thuê bởi Petronas, công ty năng lượng nhà nước của Malaysia. Ngoài ra, Bộ Dân chính Trung Quốc trong một động thái gần đây đã phê duyệt việc thành lập các quận Tây Sa và Nam Sa là các phân khu của thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Tây Sa sẽ quản lý quần đảo Hoàng Sa và vùng biển xung quanh, trong khi Nam Sa phụ trách quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận. Trung Quốc sau đó đặt tên lại hơn 80 thực thể ở Biển Đông, một động thái nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực tranh chấp. Trước kia, Bắc Kinh đã có nước đi tương tự vào năm 1983 khi xác định 287 thực thể tại khu vực Biển Đông, trong khi đó nhóm đặc nhiệm tàu sân bay Liêu Ninh cũng qua các biển Hoa Đông và Biển Đông thực hiện các cuộc tập trận kéo dài trong tháng trước khi trở về cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông. Gần đây, Trung Quốc đã tham gia vào một vài cuộc xô sát với Ấn Độ tại nhiều điểm dọc đường kiểm soát thực tế. Điều này đã dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai quốc gia tại ba điểm trên LAC, khu vực thung lũng Gawen, hồ Penkong và Dem Chop. Tình hình vẫn đang căng thẳng, có lẽ không chỉ là chủ nghĩa hội hậu đại dịch. Những sự kiện trên tuyến LAC liên quan đến nhiều hơn đến sự bất an gia tăng của Trung Quốc trước cơ sở hạ tầng biên giới được cải thiện của Ấn Độ tại những khu vực này. Một báo cáo gần đây trên một tờ báo Ấn Độ đã chỉ ra sự tăng đột biến số lần vi phạm của Trung Quốc dọc tuyến LAC so với cùng kỳ năm 2019. Phần lớn các vi phạm này, đặc biệt kể từ khi virus Vũ Hán bùng phát, cho thấy một mẫu hình rõ ràng về thái độ ngày một cứng rắn hơn của Trung Quốc trong khu vực lân cận. Trung Quốc nhận thấy một thời gian
một thời cơ để khẳng định yêu sách của mình và khu vực tranh chấp tại vùng ngoại vi, đặc biệt là Biển Đông, khi Mỹ đang phải tập trung chống chọi với virus Vũ Hán trong nước. Bên cạnh đó, tầm đảm bảo an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ vốn là biện pháp trấn an cho nhiều nước Đông Nam Á, Đông và Đông Nam Á, đã tạm thời bị suy yếu vì một loạt các ca nhiễm virus Vũ Hán tại các căn cứ quân sự và tàu hải quân tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Ví dụ USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan, hai tàu sân bay Mỹ hiện đang ở Tây Thái Bình Dương, đã phải ngừng hoạt động vì các trường hợp nhiễm virus Vũ Hán của thủy thủ đoàn. Trước một nước Mỹ suy yếu và mất tập trung, Trung Quốc tìm cách khai thác một cơ hội hiếm có để ép các quốc gia trong khu vực tuân theo mình thông qua các công cụ quân sự và dân sự trong khu vực. Tư thế cứng rắn cũng giúp cho Trung Quốc củng cố tuyên truyền trong nước và khẳng định quan niệm rằng đại dịch virus Vũ Hán đã được kiểm soát. Ngoài ra, an ninh thế giới và an ninh của chế độ là tối quan trọng đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và thường xuyên được biểu hiện qua các chính sách đối ngoại và an ninh của đại lục. Những hành động gần đây trong khu vực lân cận cũng giúp cho Trung Quốc tạo ra một cảm nhận giả tạo và chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc nhằm kiểm soát tốt hơn làn sóng phản đối thất bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong xử lý đại dịch virus Vũ Hán giai đoạn ban đầu. Nhưng như Abraham Denmark, Charles Adel và Dishan Mohadet lập luận trên trang War on the Rock, hành vi hung hăng hậu đại dịch của Bắc Kinh không có gì mới. Điều này nhất quán với phương châm của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, linh hoạt quyết đoán và quyết tâm khai thác điểm yếu của kẻ địch. Tuy nhiên, khác với thời gian gần đây, Trung Quốc lần này đã đối đầu với toàn bộ các nước trong ngoài khu vực cùng lúc ở biển Hoa Đông lẫn biển Đông. Bắc Kinh trong bối cảnh bình thường hay sử dụng công cụ dân sự như tàu bè vũ trang ở biển Đông và các công cụ quân sự ngoại giao với các trường hợp Đài Loan để khẳng định các yêu sách chủ quyền. Nhưng lần này Trung Quốc dùng đến cả ba công cụ quân sự, dân sự và ngoại giao để thúc đẩy yêu sách chủ quyền của mình tại các khu vực tranh chấp ở biển Hoa Đông và biển Đông, khiến tư thế của họ trông hung hăng hơn hẳn. Trong khi Trung Quốc đang cố tận dụng cơ hội để khẳng định chủ quyền ở khu vực lân cận thì Mỹ, mặc dù đã bị yếu đi do các ca nhiễm ở các căn cứ và tàu quân sự, cũng như tìm cách khai thác sự phẫn nộ trước tham vọng của Bắc Kinh. Nước này đã đáp trả sự hung hăng của Trung Quốc bằng cách triển khai 4 chiến dịch tự do hàng hải FONOPS xung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ tháng 1 năm 2020, đáp trả các hành động gần đây của Trung Quốc. Mỹ cho triển khai một tàu đổ bộ tấn công tàu USS America cùng với một tàu tuần dương tên lửa, tàu Bunker Hill tại các vùng biển tranh chấp của Malaysia, một tàu khu trục Úc HMAS Parramatta và một tàu thứ ba của Mỹ USS Barry cũng tham gia vào cùng với hai tàu chiến nói trên của Mỹ tại Biển Đông. UM Tyler Powell lập luận trong bài viết mới nhất của tờ Washington Post, cách tiếp cận này phản ánh tính liên tục trong hoạt động của Mỹ tại khu vực bất chấp đại dịch. Ứng xử hậu đại dịch, Bắc Kinh cũng làm xù lông một vài chủ thể trong ngoài khu vực Đông và Đông Nam Á trong một chỉ trích hiếm hoi. Philippines của Duterte đã lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng những sự cố như vậy làm suy yếu tiềm năng xây dựng một mối quan hệ thật sự sâu sắc và đáng tin cậy giữa ASEAN và Trung Quốc. Cả Việt Nam và Malaysia, hai quốc gia bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, đã nhấn mạnh hành vi hung hăng của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã cố gắng thuyết phục các nước ASEAN cùng lên án sự hung hăng của Trung Quốc, nhưng sẽ khó tưởng tượng các quốc gia này sẽ công khai chống lại Trung Quốc và theo đó cố gắng thay đổi trật tự khu vực. Chỉ những nước leo thang căng thẳng từ Bắc Kinh, ví dụ như những hành động cố thay đổi nguyên trạng bằng cách chiếm các đảo mà Việt Nam, Philippines đang nắm giữ, thiết lập các năng lực đổ bộ tại Biển Đông hay tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ADIZ tại Biển Đông, có thể đẩy các quốc gia khu vực công khai cân bằng tại Trung Quốc trong tương lai. Còn không, khả năng những sự kiện hiện tại tác động đến hiện trạng trật tự khu vực là rất thấp.
Vì vậy, Mỹ và các đồng minh cần hiểu rằng chủ nghĩa cơ hội của Trung Quốc trong khu vực không phải là một cách tiếp cận mới, mà là sự tiếp chính sách cứng rắn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với sự bổ sung một vài yếu tố mới. Trật tự khu vực chỉ bị ảnh hưởng khi Bắc Kinh có những bước leo thang, điều có vẻ ít khả năng xảy ra trong tương lai gần. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.